Trong một tình huống đá phạt góc, tiền vệ Viking đã sơ soạn vùng kính của tiền đạo Alvarado. Cụ thể, tình huống xảy ra ở phút 43, tiền đạo Alvarado đã theo sát để kèm Viking. Tranh thủ lúc không ai để ý, Viking đã nhanh tay sờ soạn chỗ kính của đối thủ Alvarado. Ngay lập tức, Alvarado đã phản ứng hất tay của Viking ra. Trọng tài đã không thấy hành động của Viking, nhưng nó lại không thể thoát khỏi ống kính truyền hình. Sau trận đấu, khoảnh khắc nhạy cảm này đã được các kênh truyền hình Mexico đăng tải và tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Sân chơi này là của bố mày. Lúc cãi hết mình, lúc bị ăn thẻ thì đừng có mà hết hồn nghe chữa. Anh quát em à, nói có thế à. Em biết đấy mà, anh chỉ ngọt ngào lúc đầu. Anh mắng em mà, bảo yêu bản thân mình. À, bắt quả tay một anh trọng tài vạ miệng nhé. Dữ dằn đấy, gấu đấy. Đam cái kiểu con đà điểu, có ngán bố con thằng nào đâu. Chú đừng có láo với anh nhé. Ghê, ghê, ghê. Chú nhìn anh làm cái gì? Anh có ép chú đá ra ngoài đâu. Đá trượt bằng thực lực thì ý kiến ý cò gì tầm này nữa. Làm ăn kiểu này thì đồng đội nó lại đấm cho không trượt phát nào. Bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi. Some way to go still for Ronaldo. Oh, shakes off on again and he threw himself to the floor. Ronaldo is excellent referee. We've been waiting to see. Làm trọng tài nói chung cũng nhàn. Xử đúng thì không sao, lỡ xử nhầm một phát mà bị cầu thủ ghim thì chuyến này tới công chuyện. Người ta ngã sắp mặt mà tự dưng ông rút thẻ làm gì? À, thì ra mày chọn cái chết. Giờ ăn luôn cú ngã dầm hết cả đuýt thì lại bảo người ta cay cú. Úi dồi. Đã đá vào tay đâu mà chú cứ phải ố về thế nhờ. Xin lỗi chứ mắt anh chuẩn 10 trên 10 đây. Còn giờ lúc ấy sẽ ra sao? Tự hỏi rằng sẽ có thế nào? Anh bảo chú qua đây anh nói chuyện chứ đã làm gì đâu mà chú cứ phải căng như dây đàn thế nhờ. Nói chuyện cứ như ai cướp vợ chú thế này thì anh lại cho vài cái cạc bo góc rồi lại khóc hu hu nha. Đéo, đéo và đéo. Ok xong. Trọng tài kêu tôi đau đớn, tôi gục ngã. Ai mà có dè là ngã thật. Bà nó cay thật chứ. Chuyến này về chắc phải thoát vì đĩa đệm luôn chứ đùa. Bố mẹ nhịn mày hơi bị lâu rồi đấy nha. Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà. Thôi xuống đây bà, phiêu chiêu rồi. Đù căng. Mấy chú đá đấm như kiểu đấu vật thế này thì anh không tặng cho cái thẻ đỏ xách ba lô lên và về nước thì cũng hơi phí. Tinh thần bóng đá mà như này thì có mà hỏng. Hổ không gầm lại cứ tưởng là Hello Kitty. Còn gì nữa đâu mà khóc với trầu. Giả vờ đóng vai cầu thủ ngã nhưng mà hơi nhập tâm nên các chú cứ tưởng anh bằng vai phải lưới đấy à. Anh lại đá cho mấy cá chứ ở đấy mà nhây nhây. Không phải cá mè một lứa đâu đấy nhá. Không biết ông anh ăn ở kiểu gì mà đã ngã sấp mặt liền rồi còn bị khán giả cười vào mặt. Nhân hai sát thương mẹ luôn. Đời đúng bạn. Đồ ngu. Đồ ăn hại. Cút mẹ mày đi. Đứa nào bảo làm trọng tài nhàn lắm thì bước ra đây nói chuyện. Không biết mình là trọng tài hay là kẻ thù nữa. Sơ hở là đánh, sơ hở là đấm. Mẹ nó thật chứ. Cũng may là mình nhanh chân chứ không là còn đúng cái nịch. Chuyến này chắc bỏ nghề luôn cho lạnh. Rồi rồi. Mày xong rồi. Help me. Help me.
thằng này ngon, đúng là hảo hán. Cút. Tôi năm nay 70 tuổi nhưng tôi chưa bao giờ gặp trường hợp nào mà nó láo lếu như này. Cho trọng tài ăn cước luôn thì anh quả là chất như nước cất. Ai làm lợi anh chuyến này nữa? Trời, ghê chưa? Luiz Fabiano caiu, atingiu o Márcio Araújo. Luiz Fabiano vai tomar o cartão. Opa! Opa! Está expulso Luiz Fabiano. À đù, cái thằng này nữa. Nói thì nói chứ bán gì tấn tấn vào người ta thế. Muốn solo hay gì? Chú đừng thấy anh nhỏ con mà nghĩ anh yếu nha. Đến là chạy mà đánh là né đấy. Không nhận được đâu. Ele vem pra jogar no meio, né, Formiga, agora. Ele vem pra jogar no meio. Que isso, Ferreira? Que isso, Ferreira? Que isso, Ferreira? Que isso, Ferreira? Não, Ferreira, não pode, Ferreira. Muito grande. Não pode, Ferreira. Não pode. Ông này chắc trước khi ra sân có đá nhẹ vào tảy đá, chứ người bình thường ai cư xử kiểu này. Tạo nét thì cũng tạo sương sương thôi, tạo như này ố về quá à. Rồi lúc lên đồn thì lại nước mắt anh rơi, trò chơi kết thúc đấy. Chuyến này thì anh đi xa quá. Thôi, xuất sắc mẹ luôn. Chân thành cảm ơn các anh em thiện lành đã ủng hộ những video của chúng tôi. Nếu thấy video hấp dẫn thì hãy nhấn like và đừng quên nút theo dõi nếu muốn xem thêm những video thú vị như thế này nha. Mãi yêu.